đẹp cả nhân dạng, cả tâm hồn. Và cái cách làm nghề của anh chuẩn mực, đàng hoàng. Phải dùng một cái từ là anh đẹp đàng hoàng, đàng hoàng và xinh đẹp, trang trọng cả cái nhân dạng và cái tư cách. Có một giai đoạn người ta nói này nói kia, đó là chuyện của người ta. Khán giả cả nước người ta đồng lòng, người ta về với anh, chứ anh chưa bao giờ ngửa tay xin ai. Em bị có một cái những cái đại gia, những gia giàu, người ta đem tiền về, người ta đòi mua nhà, mua cửa, giúp đỡ anh là chuyện bình thường. Có cái anh bán xoài, bán xoài mà đi bán trái cây ở ngoài đường mà cầm tiền qua nhà mà anh mua lên bánh kẹt, cái chuyện là lại cho Long, nhà anh tiền còn khóc. Anh gọi gọc được 500 ngàn cầm quá cho mình dành tiền, ông lại là sáng giờ em không bán được chuyện này. Đây là cái tấm lòng của con, tại vì chú là cả một kỷ niệm của con đó. Thì Lâm Nhật nói như vậy để mọi người hiểu rằng là mặc dù là thương tiếc anh, tiếc lắm, chúng tôi tiếc lắm, nhưng có một án ủi là anh là một cái người hào sảng sung sướng mà cười vui, yêu nghề bằng mê đi phim cho đến giây phút cuối và không đau đớn gì cả. Cái chết đây là cái chết điên, anh không nhập viện, anh không có điều trị bệnh hoạn gì mà nặng hay cả. Ăn cơm tối hơi cảm cảm, uống ly rượu tây, uống một ly rượu tây và con nói chuyện vui cho tới giây phút cuối. Đó là cái điều mà chúng tôi tự hào và an ủi. Chồng vừa ái mồ anh mà mang ơn nữa. Anh là một người thầy, mặc dù là Lâm Nhật không qua trường lớp điện ảnh, Lâm Nhật học bên thanh nhạc thôi, nhưng mà nhờ những người như anh Nguyễn Nhật Tín, anh mở toang cái cánh cửa điện ảnh ra để Lâm Nhật biết là phim Việt Nam là hay là nhường nào. Nhờ cái ái mồ mà mê say từng vai diễn của anh, mà Lâm Nhật biết là kịch nói miền Nam Sài Gòn là riêng, mà kịch nói Việt Nam là hay thế nào. Hồi anh Nhật nhỏ xíu là anh Nhật đã biết yêu Nguyễn Cảnh Tín trên đoàn kịch Bấm Hồng rồi. Hạnh Phúc Quanh Đây, Biệt Thự Hoang Tàn, Tình Nghệ Sĩ trên sân khấu Nhạc Hòa Bình. Đúng là Nguyễn Thanh Luân là một cái tượng đài, và Bài Lật Ngựa là một cái nét son lồng lẫy trong sự nghiệp của anh. Nhưng Lâm Nhật đã biết yêu thương và kính trọng anh Tín trước đó cơ. Hồi nhỏ xíu mà đã bị coi Đời Chưa Trang Điệp rồi. Trước 75 anh nhỏ xíu à, anh bị coi Đời Chưa Trang Điệp. Rồi sau 75 thì chưa có bằng Bài Lực Ngựa đã say mê Con Mèo Nhung, Hạnh Phúc Ở Quanh Đây, Pho Tường. Anh Nhật hát luôn cái bài trong cái bộ phim Pho Tường. Rồi Giữa Hai Làng Nữa, Hai Chị Em Sinh Đôi, anh đọc về chị Thùy Án. Và Đỉnh Cao là 8 tập của bộ phim Vàng Bài Lực Ngựa. Lâm Nhật nói như thế để quý vị thấy là Lâm Nhật đã từng say mê anh. Và có những cái rất là số phận. Năm đó Lâm Nhật học lớp 10, Đoàn Ca Nhạc Điện Ảnh Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh ra Huế, Liên Hoan Điện Ảnh. Lâm Nhật còn nhớ là mấy ngàn khán giả đi đón đoàn và cả ngàn học sinh. Năm nhà học quốc học và năm nhà học hạ khá nhất trường, học giỏi nữa nên được đứng hàng đầu để đón đoàn. Mà anh bé tí à, anh ôm bộ hoa mà anh leo lên hoa, leo sân khấu, anh nhớ là cúng An Định ở Huế. Và Nguyễn Thành Tín đi cùng đoàn, hôm đó có chị Bảo Yến, có chị Bích Trâm với anh Tín, có chị Bảo Yến, có chị Nhã Phương, có chị Thanh Lan nữa. Và anh thấy Nguyễn Thành Tín mà chen rút lên sân khấu không được, mà số phần làm sao anh được lên sân khấu, nhìn xuống thấy một cái thằng bé nhỏ xíu à, quả căng đỏ, cái cùi xuống bể Lâm Nhật lên mà tặng được Chánh Tín bỏ hoa là không tuột xuống. Anh ngồi luôn trong phòng, trong lòng anh Chánh Tín luôn cả một cái buổi tối như vậy, và đi theo đoàn luôn. Anh
anh đi đi học làm mẹ cho tiền ăn sáng là anh để dành tiền đó. Và không tiêu là anh đi theo đoàn luôn, đoàn diệt Đà Nẵng, anh đi Đà Nẵng, đoàn diệt Quảng Trị, anh đi Đà Nẵng, Quảng Trị. Rồi sau đó anh dành tiền biểu đạo học. Em phải học, đầu tiên là xứng chủ cháu đó. Rồi sau đó nói không, em kiếm bằng anh à. Rồi về học hết 12 giờ đàng hoàng, rồi thi vào truyền hình ảnh và Sài Gòn tìm anh. Thì cái năm nhật về đoàn Hải Đăng Nha Trang thành công nổi tiếng, là ca sĩ chủ lực của đoàn Hải Đăng Nha Trang. Thì năm nhật mời Chánh Tín về tăng cường diễn cùng với năm nhật. Đi lưu diễn khắp mọi miền đất nước, anh em chúng tôi đã rắm rủi khắp mọi miền đất nước. Và khi Lâm Nhật quyết định về lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh thì nổi tiếng ngoài miền Trung và Hà Nội rồi, nhưng mà Sài Gòn không ai biết Lâm Nhật. Một thành phố rộng lớn không ai biết mình mà mình cũng biết ai. Mà cái việc đầu tiên anh đi tìm là đi tìm nhà mình dành tiền để thắp, để giải quyết cái vấn đề nhớ thương rồi đó. Anh thì nói là em đi hát đâu chưa, anh sẽ giới thiệu cho em chỗ này chỗ kia. Anh mới nói là được rồi, em từ tìm cách em đi hát. Lúc nào khó khăn thì em sẽ tìm anh. Rồi Chánh Tín đi phim anh Nhật cũng đi theo. Anh Chánh Tín vì chị Trâm là thương lắm, cho vai này vai kia mà anh không đóng. Anh thấy đóng phim khó, gian nặng gian mưa cực khổ. Bạn mấy năm, một năm năm đổ lại để thì Lâm Nhật mời lần sân qua lĩnh vực kịch nói và điện ảnh. Và anh Chánh Tín là một trong những người dạy dỗ chị dạy dỗ anh Nhật trong từng nghề vai diễn. Và ông là một đài minh tinh, ông không có đóng phim ca nhạc, ông ít đóng phim truyền hình, ông chỉ đóng những cái tác phẩm điện ảnh lớn. Anh không đóng phim ca nhạc, kể cả những lúc nghèo nhất, có những kể cả những lúc sạt nghiệp, mất nhà mất cửa mất hết tiền bạc, nhưng mà cũng không đóng phim ca nhạc. Người ta có trả cát xê cao anh cũng không thèm, nhưng bởi vì mày là thằng Lâm Nhật nên ta đóng phim ca nhạc cho mày. Anh em chúng tôi chơi với nhau vừa thương yêu mà vừa kính trọng cái nghề nghiệp. Những cái lúc anh khó khăn nhất, năm nhật hạt ở Hà Nội, ở đây có anh Vương Bảo Tuấn, có chị Danh Ca Bảo Yến, chị có 10 triệu, anh Lâm Nhật có được vài mấy triệu. Anh xin anh Vương Bảo Tuấn, anh Tuấn mất rồi chắc tụi em biết. Anh em gặp được 10 triệu chạy và cầm tiền cầm qua cho anh. Anh nói những cái lúc mà anh Huy Hoàng thì tụi em ở đâu không về. Những cái lúc mà khó khăn nhất thế này, tụi em chạy về với anh cả bay luôn. Anh em chúng tôi gắn bó là như thế. Mà anh học anh Chánh Tín một cái rất là, dù khó khăn, dù gian khổ, dù mất hết tiền bạc, nhưng lúc nào cũng tư thế sang trọng, đàng hoàng đích đạt, mà ngước cao đầu để nhìn cái cuộc đời này. Anh là tượng đài. Và chúng tôi rất tự hào về anh ấy.